Để em kể cho các chị nghe về cái chuyện mà các chị rất hay thắc mắc là gì. Trang ơi, ngày nào cũng thấy Trang live stream đến 3 giờ sáng Trang mới tắt Facebook, là Trang live stream đến 1-2 giờ sáng. Nhưng mà tại sao mà mắt của Trang không thâm và không bị bọng? Các chị có thể search về, cho các chị search Google Trang Trần người mẫu. Các chị search hình ảnh của năm 2014, từ 2012 đến 2014. Em là có bọc mắt và mắt thâm. Nhưng thực tế phụ nữ muốn đẹp đều phải chăm chỉ. Và em là một trong những cái hiện tượng như vậy. Bản thân đây là chai tinh chất Bergamot 530.000 màu trắng. Đây là chai tinh chất Bergamot kích trắng. Còn đây là chai tinh chất Bergamot vàng chống nhăn và chảy xệ. Cung giá 530.000. Thì các chị nên chọn một cặp này để xài. Và các chị xài xen kẽ. Rửa mặt xong thì em thường xuyên là có toner thì em xài, nhưng đợt này em đang hết toner thì em dùng nó thay luôn vì nó là tinh chất. Đập lên mặt đó. Sau đó là đó. Các chị muốn mặt không bị chảy xệ này. Đó. Các chị ở massage không nói nhá, nhưng em đang nói thôi. Đó. Đó. Các chị làm giống em này. Đó. Hôm nay thải xài chai trắng là kích trắng. Mai xài chai vàng là săn và chống nhăn cơ mặt. Đó. Vuốt lên. Còn các chị có hỏi là tại sao ấy mà em lại mắt không thâm, thì do là em chuẩn bị dưỡng dưỡng mắt đây. Chai tinh chất vàng là 530.000, chai tinh chất trắng cũng 530.000, một cặp này mọi người nên xài. Đây là cặp Bergamot vì thời điểm này đang có giá tốt, các bạn nên mua tranh thủ, chứ không lúc mà nó hết chương trình khuyến mại em cũng không ôm được hàng. 530.000 một chai, hai chai là 1.060.000. Đó. Tôn Hạnh Uyên ơi, em muốn cái gì thì em inbox, em đừng comment vào đây. Còn đây là kem yến. Kem yến chống nhăn và thâm mắt. Mọi người dùng Bergamot xong, kem dưỡng xong, mọi người dùng một hạt gạo đặt vào bầu mắt và dưới chân mắt. Sau đó mọi người massage. Mọi người lên lưu ý là massage 50 vòng một bên. Nếu như các bạn say gọi là như con chó nhé, gọi là chó ói ra máu ấy, giống như mình đi say về ói chết mẹ luôn. Mình cũng chăm chỉ vô cùng. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng vậy, mình cũng sẽ dưỡng như thế này. Mình vuốt rất kỹ. Mình vuốt đến bây giờ là 3 năm rồi, mắt mình không bao giờ có thâm. Thâm là do những cái việc làm việc mệt mỏi dưới máy tính, thức khuya, mắt của các bạn bị thâm quầng. Nhưng mà mọi người vuốt giống mình này, đó. Tuyếp này là kem yến Ritless. Mình chỉ gọi đơn giản là kem yến trị thâm. Mọi người mua hàng inbox là bán một tuyếp trị thâm 455.000. Đó. Nói chung các bạn mua hàng của mình ấy mà cứ hay cái kiểu mà tiết tiền ship là nhiều khi mình cũng đéo muốn bán. Mình nói thật các bạn là mình bán giá đã tốt rồi. Người ta còn bán 820 với 720 một hộp tinh chất trắng da cơ. Người ta bán cái tuyếp kem mắt này này bán 640 với 580 bình thường. Mình bán các bạn 455.000 bởi vì đơn giản là mình muốn các bạn mua cái giá tốt và các bạn chịu phí ship. Còn mình tăng con mẹ nó giá lên mà để các bạn free ship thì cũng đơn giản. Đi mua hàng làm ơn check con mẹ là cái trang web của các nhãn hàng ấy, xem nó bao nhiêu tiền rồi nhân ra cộng phí vận chuyển nữa. Mua hàng inbox fanpage Trang Khàn có dấu tích xanh, hoặc gọi số điện thoại, nhắn tin thôi, nhắn tin đừng gọi, em nhiều đơn lắm. Nhắn tin vào số điện thoại 0936368581 hoặc 0905644699. Đấy là một trong những cái cách các bạn vuốt, nhìn cho kỹ nha. Một ngày mỗi bên là ít nhất 25 đến 50 lần. Mình thì bây giờ nó hết nhăn hết thâm, mình duy trì là 25 lần một bên. Vuốt tròn này, vuốt tròn này. Vuốt tròn xong. Vuốt này, đó. Các bạn mua hàng ấy, tiếc tiền ship thì phi hàng đến quán bún đậu mình mà lấy. Còn mình luôn luôn đéo ăn tiền ship, bởi vì tiền ship nó in trên bill và công ty ship hàng nó lấy. Các bạn cứ hỏi em ở Gò Vấp, em ở Tân Bình biết đéo cho Gò Vấp.